viết của thi sĩ Trần Tiến Dũng có tựa đề Phong Thành Vị Dịch, Người Sài Gòn Càng Tốt Với Người Sài Gòn. Khi nói về nghĩa cử ân đức hào hiệp của người Sài Gòn là nói cái đẹp phúc đức nhân hậu không giới hạn của người dân với người dân, mà đáng trân trọng là giới bình dân và giới trung lưu. Chính họ là chủ thể của không gian lớn Sài Gòn, với nhân tính có khi cao và sâu hơn cả các biểu tượng tối thượng của tôn giáo. Nhưng có một điều dễ thắc mắc là không gian nhân tính mênh mông của người Sài Gòn vốn không có hoặc có nhợt nhạt các gương mặt cán bộ cao cấp thời nay. Câu hỏi đặt ra là giới cán bộ cộng sản cai trị đang tự tách ra khỏi không gian nhân đạo của người Sài Gòn, hay chính người Sài Gòn không muốn giới cai trị có mặt trong không gian nhân hậu tánh người Sài Gòn, cho dẫu có mặt chỉ là với vài câu chuyện từ việc làm từ thiện của cán bộ. Từ đại họa do đại dịch cúm Tàu gây ra, suốt năm 2020 đến nay, sự chia sẻ công đức là vô lượng của người Sài Gòn với người Sài Gòn. Lúc này, khi chính quyền ra lệnh giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị nghiêm ngặt, mà nói nôm na là treo nồi cơm của giới bình dân, các lợi nhuận của giới trung lưu, thì cũng là lúc không gian nhân đạo lớn của người Sài Gòn lại trăm hoa, ngàn sắc đua nở. Câu hỏi lại mở ra là không phải bao nhiêu cảnh đời dân thành phố khốn khó vì lệnh giãn cách phải đi nhận suất cơm, phần quà, mà phải chăng hàng triệu người bình dân trung lưu trong phần tiền để dành thủ thân của họ luôn có phần, có khoản dành riêng cho người dân xa lạ đang chung sống cùng không gian Sài Gòn lúc thiên tai dịch họa. Một câu hỏi khác cũng lập tức gợi lên là phải chăng chính vì người Sài Gòn rộng lòng, phúc hậu, không cần biết chính quyền cai trị mình có sử dụng hoặc chi mức nào từ tiền thuế quốc dân cho các cảnh đời khốn khó lúc dịch bệnh thiên tai, thành ra giới cai trị có mở kho bạc cứu giúp được bao nhiêu thì tùy ý thích của họ. Nếu giới cai trị có ngó lơ chơi là tiền phúc lợi an sinh thì dân Sài Gòn cũng thay kệ, có lấy tiền thuế quốc dân trong đó có thuế của mình rồi phụ chút ít để kể ơn kể công thì cũng làm thinh. Để kết cái tút này, tôi chỉ nhắc lại một câu phương ngôn rằng ở đỉnh cao cả nhất chỉ loài chim đại bàng đến được, nhưng đeo bám theo chân đại bàng luôn có loài bò sát. Tấm lòng nhân văn, việc làm phúc đức, ý thức đồng bào cao cả của người Sài Gòn luôn là không gian lớn có đỉnh nhân đạo cao cả nhất Việt Nam. 9 tháng 7 năm 2021, Sài Gòn. Lòng nhân ái chỉ có ở nơi con người, và lòng nhân ái là để yêu thương đồng loại. Nếu có thể em hãy yêu thương muôn loài, đời sống đó từng ngày cứ trôi qua mong manh. Người xa vắng, cuộc sống hóa xa mà khô cằn, thì lòng nhân ái sẽ là những cơn mưa nguồn, và lòng nhân ai sẽ cứu rỗi ta trong tâm hồn. Cứ cho đi, cho đi, nếu như em có thể,
cho ai không điều gì, nhưng lòng nhân ái thì không có ở nơi thu hoang. Và lòng nhân ái là để yêu thương đồng loại. Nếu có thể em hãy yêu thương muôn loài. Đời sau đó từng ngày cứ trôi qua mong manh mong manh, tình người xa vắng, cuộc sống hóa xa mà khô cằn. Thì lòng nhân ái sẽ là những cơn mưa nguồn, và lòng nhân ai sẽ cứu rỗi ta trong tâm hồn. Cứ cho đi cho đi, nếu như em có thể. Cứ cho đi cho đi, khi họ đang khốn khó. Cứ cho đi cho đi, em đừng mong nhận về. Cứ cho đi cho đi, cho đi.